Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ, miền Tây. Chuyên gia bán đồ gia dụng, đồ tào lao, đồ xí mụ, đồ hư, đồ lỏ gì em cũng bán hết nha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đều được mạnh khỏe hết. Hôm nay xin phép giới thiệu một con em sáp. Ngoại hình thì còn tương đối đẹp, nó bị giống như nó ngã màu hay bị băng keo gì mà nó bên đây thì màu trắng, đây nó hơi ngã vàng ha. Máy móc là cam kết nguyên viên, em có tháo ra vệ sinh, tổng vệ sinh nó rồi ha. Tha dầu quần nhớt, tha máy may nhớt, dầu vô cái cánh quạt luôn ha. Nên nó rất là trơn tru, quạt là im gu và gù luôn. Đây, ngoại hình thì còn tương đối đẹp ha. Cam kết máy nguyên viên nha. Anh nào mà mở máy ra mà coi thấy có chấm hàng, chấm chì, nối dây là nói em chụp đúng sẵn bản gì em cho luôn cái này luôn. Không, cam kết cho luôn. Tại vì đồ này em mua em biết nè, không có sửa chữa gì trong đây, chẳng hư là bán hư luôn. Con này thì tương đối đẹp ha, nhưng mà miếng lọc của nó là nó hơi xấu nha. Cái này thì còn 70-80% ok, nhưng mà nó xấu là xấu chỗ này, em không biết nó bị cái gì ha. Đó, nó xấu thôi, nhưng mà miếng cái này còn 70-80% sợ ok ha. Đó, rồi em sẽ nói thêm ha. Cái con này thì em bán giá 700 là kèm miếng lọc này. Rồi quý khách nào không muốn thì đổi miếng này, miếng mới ha, bù thêm 100.000 là 800.000 đó. Em vẫn đưa miếng cũ cho quý khách luôn nha, em không có lấy lại làm gì đó. Này là của nó, mỗi cái máy nó có một miếng đó. Đó, con này là 700.000. Con này là điện 100V 28W 2012. Sáp CKA40. Trời ơi, lao mà còn có miếng keo này chưa lao nữa. Đây, giờ tới phần test điện ha. Giờ mình ghim điện vô, mình bấm cái nút này. Đó, nó ô tô đồ ẩm nó tự lo ha. Còn cái này là tốc độ quạt. Nghe cực kỳ im ru luôn, bắt mạnh gõ nào mạnh cũng không nghe luôn. Nó có hai hướng gió, hướng bên đây và hướng ngược đây ha. Đây luôn, xài được bình thường. Đây luôn. Còn nút này là nút tắt. Gió tiếng rồi. Rồi, ok ha. Zin hết, đẹp hết. Rồi em xin nhắc lại ha, con này em bán giá 700 nguyên bộ. Quý khách nào có mua kèm theo nha, chứ không bán lẻ miếng này nha. Bán lẻ là em không có bán, tại vì nó có giới hạn ha. Kèm theo miếng này 100.000 đó. Rồi quý khách, cô chú, anh chị em nào có nhu cầu mua, dùng, xài, biếu, tặng hay buôn bán thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.